Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần học tập nghiêm túc, khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ C, AFC, VFF năm 2024 tại Thanh Hóa đã kết thúc thành công. Đây là khóa huấn luyện đào tạo do Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp với Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tổ chức. Tham dự khóa đào tạo có 24 học viên là những huấn luyện viên, cầu thủ đến từ Liên đoàn bóng đá trực thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các câu lạc bộ chuyên nghiệp các trung tâm đào tạo bóng đá trên cả nước. Trực tiếp giảng dạy, huấn luyện cho khóa học đáng chú ý có giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng Việt Nam, chuyên gia người Nhật Bản Koshida Takeshi cùng các giảng viên có trình độ AFC. Sau gần 2 tuần học tập nghiêm túc, các học viên đã hoàn thành xuất sắc nhiều nội dung của khóa học, bao gồm phần lý thuyết, thực hành và các phần thi khác. Tuy là lần đầu tiên đăng cai, nhưng tỉnh Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất như giảng đường học lý thuyết sân bãi phục vụ nội dung thực hành. Những kết quả của khóa đào tạo sẽ là cơ sở để Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục mở thêm các khóa lớp đào tạo bóng đá tại tỉnh Ninh Hóa thời gian tới. 24 học viên hoàn thành khóa học được nhận chứng chỉ C AFC. Đây là căn cứ pháp lý và chuyên môn để những huấn luyện viên tiếp tục tham gia đào tạo bóng đá từ phong trào cộng đồng cho tới bóng đá chuyên nghiệp.